Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu anh chị máy xay sinh tố đến từ thương hiệu Sunhouse với model SHD5315G. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Như anh chị quan sát thấy thì khi em mở sản phẩm ra thì phía bên trên sẽ là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Tiếp theo sẽ là nắp nhựa của cối ấy, cũng được bao phủ bởi lớp túi ni lông. Tiếp đến là cối xay sinh tố nhỏ. Bên trên sẽ có bìa cắt tông để tránh va đập chảy xước khi vận chuyển.